Cùng trong sáng nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 đã có buổi giám sát tại Công an thành phố về tình hình hoạt động kết quả công tác 10 tháng đầu năm 2021. Theo đó, 10 tháng qua, Công an thành phố đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương thực hiện hiệu quả các chủ trương, mục tiêu về an ninh, trật tự gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19. An ninh chính trị được giữ vững, tội phạm được kiểm soát, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả đồng thời thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chương trình 503 có 4 ngàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Qua đó, duy trì tốt hoạt động hiệu quả 144 mô hình trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi viết, chia sẻ video có nội dung xuyên tạc tình hình dịch COVID-19 trên không gian mạng, vi phạm quy định phòng chống dịch. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai với nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được các đơn vị triển khai kịp thời, dập tắt nhiều sự cố cháy, nổ ngay từ ban đầu. Để tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội thời gian tới, công an thành phố kiến nghị hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan truyền thông, các sở ban ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tạo sự chuyển biến về nhận thức và chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân, chỉ đạo các địa phương, đơn vị giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân, điều chỉnh những bất hợp lý về hạ tầng giao thông, đẩy nhanh dự án xây dựng các bãi đổ xe trên địa bàn thành phố để kiềm chế ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm.